cá lóc nữa kìa. Ồ, câu thì vượt quá. Vậy là mình không làm được cá tươi hay cá sống hả? Tới nước cạn vẫn còn xài được ha. Kéo qua luôn, cạn quá, kéo quá luôn. Cây khô rồi nhưng mà nó vẫn chỗ mọc lên được nha cô bác. Này kêu bằng là khát vọng sống rồi cô bác. Oh, cái cây lạ quá. Cây khô queo luôn mà lên cũng lên cây luôn nè. Đúng là khát vọng sống thiệt. Dạ, và Lộc Chi Tôn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em sẽ ghi một cuộc hành trình của các anh làm nghề giớn. Và bây giờ đồng đã cạn và các anh đã nhổ về và để xuống dưới kinh dưới sông nha cô bác. Hành trình theo con cá mùa nước nổi. Thì bây giờ đồng cạn rồi thì các anh dỡ giớn luôn và đem về xuống sông hoặc là xuống kinh gì đó để làm tiếp tục nha cô bác. Rồi bây giờ là lúc các anh nhổ giớn. Hành trình theo con cá. Bây giờ bắt đầu các anh đã thâu lại. Nước giật quá nhanh luôn. Chở tay không kịp luôn ha. Quá màu rồi. Nước quá nhanh này. Mới qua là rồi, tháng là không thấy lú bờ ganh nào hết trơn. Còn lú ganh hết trơn. Nhất sáng thì còn nước, chiều tới thì lú ganh hết trơn luôn. Quá nhanh luôn. Hôm qua em nhổ được trong bờ ra được cái đó là mới nhổ qua đó. Để tổng số là mình bao nhiêu cái? 20 bầu gì nè. 20 cái bầu như vậy. Nhổ được mới 2 bầu à. 18 bầu. Còn 18 cái bầu nữa. Xong rồi bây giờ mình đưa xuống kênh ha. Kênh. Rồi. Xuống kênh ăn được vài ngày nữa cũng nhổ luôn à. Vậy đó hả? Thôi là nhổ rồi.
Xuống kinh được vài ngày hả? Dạ, xuống kinh mình thấy chừng nào người ta xả lúa là mình nhổ luôn rồi đó. Rồi giờ mình đổ cá rồi mình gọng vô đâu? Wow, con mình một ha, hơi bị cực ha. Giờ chuyến này rồi cái chuyến sau đi đổ không à? Vậy hả? Dạ, nhổ hai bầu này rồi mình chạy về. À, nhổ hai bầu xong chạy về. Dạ, cái vỏ này chở được có hai bầu à. À, hôm nay em sẽ ghi hình cho cả nhà xem nguyên cái quá trình dỡ và đặt thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà đặt thì lúc mình đặt xuống mình có dọn đường không? Không, cũng dễ đặt, cũng ấy có chỗ thì khó mình mất dọn. À, chỗ nào dễ thì khỏi. Ồ, lú hơn nửa cái bầu cá luôn. Quá cạn. Quá nhanh nè, nước rút quá nhanh cô bác ơi. Nhanh quá, nhổ không kịp. Nhổ không kịp luôn. Em sẽ ghi hết nguyên cái quá trình nhổ giớn nha cô bác. Như là em sẽ phân ra nhiều đoạn phim. Em sẽ ghi trực tiếp cho cô bác xem toàn cái quá trình nhổ cái giớn lên. Và đặt thì cũng giống nhau, nhưng mà em sẽ không ghi được cái quá trình lúc đầu. Nhưng mà bây giờ em sẽ ghi cho các cô bác xem. À, các anh xài những cái chàm này thì nó sẽ bền hơn. Nếu mà mình xài cây tre, cây tre, cây tầm dông gì nó sẽ không bằng cây chàm. Vì nguyên một cái mùa mấy tháng trời ở dưới nước cho nên cây chàm nó sẽ chịu được cái sức bền hơn. Vậy là cây chàm này mình có thể mình xài mấy mùa luôn ha. Mấy cọc chàm này cô bác là mình xài được nhiều mùa luôn. Giờ là đổ cá luôn. Có không? Còn có chừng 5 phân nước rồi cô bác ơi. Tại vì sình nó lún sâu thôi chứ còn nước thì còn khoảng 5 phân nè. 5 phân tắt vậy. Ồ, cũng nhiều cá lắm luôn mà. Cá cũng nhiều lắm đó. Rồi làm sao? Đây, cầm cho đi lại để lấy xuồng đi. Vậy hả? Lấy gầm, anh đổ luôn. Vậy hả? Ừ, cây cột đó.
Một cái vớn như vậy có thể là 15 phút ha. 15 phút không? Chắc hơn 15 phút quá. Ồ, nhấn dây sình vậy ha. Rất là nhiều cây. Cũng hay là các ảnh làm mối giật không à, cho nên nhổ cũng dễ, thâu cũng dễ, tuốt lên cái là xong. Đây là cánh đồng chợ voi Tân Lập nha cô bác. Luồng vớn này là cánh đồng chợ voi Tân Lập. Vậy là khoảng chừng vài ngày nữa là người ta chụp xạ luôn rồi ha. Vậy là trong tuần này là người ta xuống giống luôn. Mấy ông chưa dám xạ đâu. À vậy ha, chưa dám xạ đâu ha. Nước này nước cám nè. Ừ. Đây còn nước rầm nữa, rầm với lại 23. Nước rầm này, nước rông lại rồi. Vậy là con nước 30 giờ nước lên lại. Đúng rồi. Vậy là cái luồng vớn này không ăn được con nước mùng 10. Nhổ vớn. Nhổ mùng 10 nhổ vớn. Mùng 10 tháng 10 là nhổ vớn. Vậy là chỉ còn cánh đồng bên trà sư này kia là còn mấy cái luồng vớn bên trà sư còn. Còn ăn chắc cũng được một tuần nữa. Dựng năm ở dưới còn đặt hả anh? Ờ, ông Mười hay là Khởi? Năm Tam á. Ba Tam. À, năm Tam. Cũng giống vậy nè, nhưng mà ổng cũng xuống mớ rồi. Dạ. Xuống dưới kinh mớ. Ổng khỏe, ổng trong bờ kinh ổng kéo ra không à? Ờ, trong bờ kinh kéo ra không à, ổng khỏe hơn. Dạ, ổng khỏe. Đúng rồi. Ồ, bình minh lóe luôn. Nếu mà nhanh tay thì cũng khoảng là 20 phút á. Đây là một cái luồng ngắn thôi nha. Thì thời gian khoảng 20 phút nha cô bác. Còn mấy cái luồng dài thì chắc từ gian tiếng nửa tiếng luôn á. Khúc này thì nhiều cây hơn nè cô bác. Khó hơn. Ngay chỗ này là chỗ trung tâm của cá vô.
tính ra gần 2 mét nước ha. 2 mét nước luôn á. Vậy là lúc nước lên tới 2 mét nước nha cô bác. Coi như là nè. À, cái tay mình đưa thẳng lên luôn nè cô bác. Ồ ghê vậy ta, nước lên tới 2 mét dữ vậy trời. Hả? Dạ. Đúng rồi, 2 mét nè. Vậy cũng cỡ 1,5 mét ha. Ghê ta, nước lên 1,5 mét nước luôn nè cô bác. Để mình đo cho cô chiều cao cho cô bác xem. À, tay mình giơ thẳng như vậy nè. Tay mình giơ thẳng vậy là 2 mét mấy luôn á. Mà lúc đó cho nước chắc cỡ 1,5 mét nước luôn á cô bác. Mà bây giờ chỉ còn có một tấc nước á. Ồ, nè. Nếu mà thẳng cái bầu vậy là 2 mét mấy nè. Ghê thật, công nhận khi mà con nước lên cao ghê luôn á. Tính ra nước khi mà nước lớn lên ghê thiệt chứ, công nhận. Bằng sao mà nó giật về đâu ta, nó kéo về đâu, bắt đầu cái đồng nào nó sẽ lên lại. Rút về biển luôn. Rút về biển luôn hả? Vậy là ta xả đập và xả mở cống đó, hả? Rút về biển luôn. Khi mà nước giật xuống nhìn cái cây này mới hiểu nước có lên cỡ nào cô bác. Công nhận hay quá. Trong các nghề bắt cá đồng ở vùng núi á, thì chỉ có cái nghề giớn là mộc mạc nhất nha cô bác. Không có xài tới bất cứ cái công nghệ gì, chỉ bằng thủ công không. Nghề giớn là còn rất là mộc mạc. Rồi bây giờ thì anh đã nhổ xong một cái giớn. Thì thời gian là khoảng 16 phút nghe cô bác. Đưa trong thời gian đưa lên nữa thì chắc khoảng 20 phút. Thu gom lại là khoảng 20 phút. Cái bọc xôi đó không ấy bỏ vô hộc rồi ghe đi. Nguyên cái hộp đó là bỏ vô bọc đi. Vớt mẹ cuối được mấy con. Tranh thủ đem sâu theo ăn luôn các bác, tại vì không có thời gian. Nước rút nhanh quá rồi không trở tay kịp. Thì số lượng là 10 mấy cái.
mấy anh cũng nhảy dữ ha. Và tiếp theo cái quá trình nhổ giớn thì thời lượng khoảng một cái là 20 phút nha cô bác. Cũng nhanh, nói chung ra cũng nhanh. Ồ, bầu trời bữa nay sao nhiều màu quá vậy? Đủ thứ màu hết trơn nè. Rồi rồi mình về là mình xuống một cái chỗ khác liền không hay là sao? Tính nhổ cái này, nhổ màu này tính đi đặt luôn. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, chứ mình để nó bị trống thời gian nó uổng. Tại vì cá đang rút đúng không? Dạ. Mình phải tranh thủ làm liền. Đặt luôn đi. Nhổ màu này đi đặt thôi. Ừ. Đặt về tiếp. Đúng rồi, đúng rồi. Coi như là cứ dây chuyền đi. Chứ còn bỏ trống thời gian nó uổng, con cá đang xuống. Cá đang ra kinh. Sau khi nhổ lên hết nhìn trống vắng quá cô bác. Mấy tháng ha? Được 3 tháng không? Được 2 tháng. 2 tháng ha. Cánh đồng mà các anh nhổ giớn rồi nhìn thấy quạnh hiu quá cô bác ơi, trống vắng quá. Vớt được mẻ cuối à, cũng được mớ cá. Ốc nhiều à. Ô, tép nhiều dữ à. Tép nhiều quá luôn à. Quá trời tép luôn quá ơi. Rồi, đây là nguyên cái toàn cảnh của cái đường giớn ở đây. Khi mà nhổ xong rồi trống vắng luôn. Rồi bây giờ sau khi nhổ xong mình cũng xin dừng video đây luôn nha cô bác. Và mình sẽ đi xem ảnh đặt một cái chỗ khác.
cô bác xem tập tiếp theo của em nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Và bây giờ mình sẽ đi đến một cái chỗ mình đặt xuống nha cô bác. Mình sẽ ghi cho cô bác xem nguyên quá trình đã bắt đầu đặt xuống nữa. Wow, trống vắng ghê luôn rồi nè. Nguyên cánh đồng. Và kế bên đây thì còn một cái giếng. Lát nữa là mình sẽ đi qua đây nhổ cái giếng bên đây, vì anh làm mười mấy cái như vậy. Đó, khi mà nhổ xong thì cánh đồng nó trống vắng vậy nè cô bác. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Sẽ xem tập tiếp theo bằng cách là bấm vào chữ đăng ký thì cô bác sẽ thấy nguyên quá trình mùa cá của em năm nay của An Giang. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Ngày mới, chúc cả nhà tốt đẹp, thành công nha. Cái cây khô rồi nhưng mà nó vẫn chỗ mọc lên được nha cô bác. Nè, này kêu bằng là khát vọng sống đó cô bác. Ồ, cái cây lạ quá. Cây khô queo luôn mà lên cũng lên cây luôn nè. Đúng là khát vọng sống thiệt. Quá nhảy luôn à. Rồi bây giờ các anh đã xuống cái con kênh này và đã đặt xuống đây cô bác. Coi như là sẽ xuống cái dòng sông này nè, dòng kênh này để đặt tiếp tục. Và tiếp theo nữa thì sau khi đổ giớn nha cô bác. Và mình xuống cái con kênh này để mình đặt tiếp theo. Hôm nay anh sẽ ghi cho cả nhà xem đem giớn xuống bờ kênh. Đó, xuống con sông như vậy nè. Đó, và bây giờ thì em đang dọn nè. Là làm cái gì Lùm ơi? Kiếm cái miếng bọng. À, đi kiếm cái bọng ha. Ồ, vậy là xuống sông, xuống kênh thì kiếm cái những cái chỗ mà trên nước, trên đồng nó đổ xuống đó cô bác, để mình hứng miệng ở dưới này. Wow, phải nói là gian nan ghê luôn á. Rồi tiếp theo cô bác sẽ xem tập tiếp theo của em là ghi hình cho cô bác xem là đem cái giớn xuống dưới sông này để mình đặt nha. Nhưng mà mình hứng ở cái miệng nước trên đồng nó đổ xuống á. Đề tài hôm nay là khát vọng sống nha cô bác. Nhìn cái cây này sức sống mãnh liệt quá. Wow.
Đây là cái công đoạn mà xuống dưới kênh á. Anh đó đi với ảnh đi tìm cái nguồn nước chảy từ trên đồng ruộng xuống á cô bác. Cho nên cũng khá là vất vả. Anh đi tìm cái nguồn nữa, cái đầu cống mà để cho nó đi xuống cá trên đồng xuống á. Rất là khó nha cô bác. Gian nan ghê luôn. Tìm con cá. Hành trình theo con cá. Ồ. Thấy chưa? Chưa thấy luôn hả? Ngay chỗ đó có cái hàng rào B40 đó. Coi làm sao. Chẳng lẽ người ta chỗ miệng cống ra ngay cây gáo. Ngay đó đó. Giờ chắc ăn luôn ngay đó luôn rồi đó. Ngay khoảng giữa đó đó. Chỗ nào trống nè, đúng rồi đó. Anh đi tìm cái miệng cống nha cô bác, như là để cho cái cá trên đồng nó chạy xuống. Mình hứng như này. Nếu mà phải một bầu thì trúng đậm lắm cô bác. Hồi lúc nãy mình đi ngang cái bầu kia mình thấy ha, cá nó sôi luôn. Có thể là một bầu như vậy là lên cả 100 kg nha cô bác. Ngay cây gáo luôn nè. Trời gió bất rất là lạnh nha cô bác. Nhưng mà đạo giỡn này vẫn chầm mình dưới nước để mưu sinh. Vất vả quá. Đi tìm con cá. Giá thì bèo cô bác. Giá rất là bèo. Cá mắm có 5.500 nè, 6.000 kg. Cá màu chứ quên. Còn cá mắm thì được 12.000. Còn có 10.000. Giá rất là rẻ. Hành trình đi tìm con cá rất là gian nan nha cô bác. Cô bác thì tấp nập nhộn nhịp dưới sông để bắt cá cô bác. Ê, lâu ngày quá cái clip miệng cống cho nên tìm cái miệng cống nha cô bác. Giờ là trong quá trình ảnh đặt cái bầu xuống cô bác, đặt cái bầu vớn xuống để hứng cái miệng cá. Trời thì gió bất rất là lạnh nha cô bác. Luồng vớn mới. Đặt một cái luồng vớn mới khá vất vả anh cô bác. Vậy là cũng làm hai bầu luôn ha. Dạ, luôn. Hai bầu luôn. Đây là cái khâu mà anh đặt cái bầu vớn vô nha cô bác.
quá trình đặt cái vớn xuống rất là khó nha cô, rất công phu luôn. Một cái luồng vớn mới đặt xuống rất là công phu. Mơ là hai ca đây là thiên luôn ha, cá nhảy quá trời nhảy luôn à. Hành trình theo con cá thì bắt đầu nước nó rút xuống, cá nó sẽ đổ ra sông nha cô bác. Quá trời luôn, bữa nay mình thấy cá nó nhảy ngay cái miệng cống nè, và các anh đặt vớn nên đã ứng ngay cái miệng cống nè cô bác. Mình thấy nãy giờ cá rất là nhảy. Rồi mình có đưa cái đít bầu lên không? Dạ không ạ. À, cho chìm luôn ha. Dạ. Có nào bạn đưa lên đồng chút. Ok đó anh à. Đúng. Đã cứng thì gì? Chạy. Giống như cái cây vậy đó ha. Giống như cây khô đó phải không? Sức sống coi như là bằng mọi giá để vượt qua sức sống mà. Sự sống, khát vọng sống. Lưỡi lên ven con cá lại nha cô bác, bắt đầu mình ven con cá nó trong trong đồng nó chạy ra hứng ngay miệng cống. Nếu mà phải thì cái là hết người dở nổi lên luôn. Anh đã lặn xuống để lần cái viền lưới lại nha cô bác.
sao sao không ấy qua đó thì em cột lại thì sao mà không lên này cột lại à vậy ha. Dặn dưới đít này an toàn chưa? Trong đổ ra nước rút mạnh cái này chắc cũng được tháng ha. Ha. Mười bữa nữa. Mười bữa hả? Rồi bây giờ là xong cái luồng vớn mới. Rồi bây giờ mình đi đổ vớn thôi cô bác ơi. Và tiếp tục đi đổ vớn luôn nha cô bác. Thu hoạch luôn. Thôi cá sơn. Quá sơn. Cá sơn quá rồi. Cá sơn quá cỡ luôn rồi. Quá rồ rồ mé hết trơn luôn à. Trải nghiệm đổ vớn đặt vớn rồi đổ cá luôn cô bác. Nước rút thì cá sơn chạy nhiều ha. Lưng, lưng bự bự. Nước rút rồi thì làm nó khó hơn, bắt con cá khó hơn. Oh.
xài con phi. Cá bự. Ô, cá lóc bự nha. Ê, cá lóc. Chắc bữa nay đầy khoang này luôn quá. Ô, cá lồng tông. Đầy luôn cái khoang này luôn à. Ôi ôi. Tép quá tép luôn. Tép thì giá cao hả? Tép thì 50.000 ký luôn á. Còn cá này đưa qua cá mồi luôn hả? Cá này đưa qua cá mồi hả? À. Này thì khó. Quá rồi. Khi nước rút cạn rồi cá bộn quá, bộn quá nhiều rồi cô bác ơi. Đầy quá đầy rồi. Ô, cá rô cối luôn. Cá rô bự phú luôn. Ồ, hết rồi. Bay ngáp luôn. Nãy giờ ba cái muốn hơn nửa khoang à. Thank you.
sôi món hết rồi. Đổi lâu rồi hả? Đổi lâu rồi. Đổ lỗi không? Đổ lỗi không à. Chắc đầy xù này quá. Quá cỡ luôn rồi, quá cỡ. Trời ơi, mẹ cá luôn rồi. Rồi, em đến đây em xin dừng video nha cô bác. Hãy xem tập tiếp theo của em nha. Quá trời cá bữa nay luôn à. Bữa nay là mùng 10, đúng mùng 10 luôn á ha. Phải không? Bữa nay 1 ha, 2 là 10 ta. Bữa nay đúng mùng 10 luôn á. Quá trời luôn, cá luôn, cá mùng 10. Con nước mùng 10 này cá khủng thiệt chứ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của em nha. Rồi tập tiếp theo em đi độ vớn nữa nha cô bác. Quá trời bữa nay thu hoạch rồi. Chị Tôn xin chào cả nhà. Tiếp tục hôm nay em đi đổ vớn với lại anh Lượm ở cánh đồng chợ voi cô bác, xã Tân Lập. Và đây là những mẻ vớn đầu tiên trong ngày. Wow, biết như thế nào đây. Wow, cá gì bự dữ vậy. Oh, wow. Quá cỡ luôn. Ủa, cá lóc, cá lóc, hai ba con cá lóc nha, hai ba cá lóc bự rồi. Cuối mùa cá thì quá cỡ luôn các bác ơi, cá rất là nhiều. Không xiết nổi luôn cá luôn à.
Ồ, cá lóc nữa kìa. Ồ, cá bự bự quá. Đâu còn cách nào nữa ha. Ủa nước giật vậy là mình không làm được cá tươi ha, cá sống ha. Cạn quá mình đi đâu cũng được. Có chạy mình đi thi thì được mà. Tuy nhiên mà mình nói quá thôi. Giớn thì mình phải hiểu được nhiều thứ nha cô bác. Có tại vì sao có những chỗ họ đã ổ khô suốt nguyên mùa, có chỗ thì đổ oxy, có chỗ thì đổ tung, thì mỗi cái nó có một cái tiện khác nhau. Oxy thì tới nước cạn vẫn còn chờ xài được ha, mà chạy oxy thì hơi bị khó nha cô bác. Rồi giờ tới khúc mà được kéo qua luôn, cạn quá kéo quá trùng qua luôn. Quá chạy à, quá chạy luôn cô bác ơi. Lửa không nổi, xình ha. Quá trời luôn. Cá luôn các bác ơi. Phân ra nhiều đoạn mới được cho cô bác ơi. Giờ phải về để lừa không kịp rồi cá nó sình hết.
về hả? Là không gần làm màu nữa. Lần đầu tiên mới được chứng kiến và nước cạn đổ vớn vậy nè. Đây không khoan luôn. Bây giờ ghe đục rồi sao chịu nổi đúng không? Ghe đục nha mà đầy vậy là đâu có làm được. Oxy cũng không được luôn đó. Oxy hay là ghe đục gì như vậy nó đâu có được đó, đúng không? Nó cũng bị ngợp à. Đâu có oxy nào chịu nổi đâu. Tới lúc trục xạ nó dồn xuống ha, lúc đó mình còn được không? Còn mấy cái cứng cửa đó. À, mình còn mấy cái cứng cửa ha. Về cô bác ơi, cá nhiều quá, làm cái gì xin cá hết.